Đó mọi người, đó là những cái hình ảnh cuối cùng của 13 chiến sĩ ở Rào Trăng năm vừa rồi. Đó, thì The Quang cũng muốn mở lại cho mọi người xem qua. Rồi anh xin mời Thân. Dạ, em chào anh Cao Quang với chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Thì hôm nay sẵn này muốn diễn đàn của anh thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết về cái truyền thống của dân miền Trung. Thì miền Trung là em ở ngoài đó tới 13 năm 13 tuổi em mới đi vào trong Đồng Nai. Thì trải qua lụt lội từ khi mà nhận thức biết được thì cũng ít ra cũng 6 7 năm. Thì về cái những cái hồi ức về những cái cơn lụt này kia thì rất là nhiều, và cái việc chuẩn bị của người dân bình thường thôi, thì lúc đó em chưa có biết gì về mà chính quyền địa phương hoặc là các cái cơ quan đoàn thể tổ chức họ quan tâm giúp đỡ như thế nào. Những cái đó thì em còn nhỏ em chưa biết, nhưng mà riêng ở trong làng xóm thì biết rất là nhiều về cái công việc, cái việc mà dự trữ lương thực của những cái người dân ở đó để chống chọi qua mười mấy cái cơn bão ở trong một cái năm, là trung bình là khoảng cỡ là 9 tới 12 cơn bão anh Thái Quang. Đúng rồi. Đó là như vậy. Thì ở đó cái giai đoạn mà tháng 5 âm lịch vừa rồi á, tức là cách đây chỉ có mới vài ba tháng thôi, là cái mùa vụ thu hoạch khoai, các loại khoai lang, khoai mì này kia đó anh, là bắt đầu là họ họ phơi khô. Rồi có hai cái hình thức á, một đó ví dụ khoai lang á, là hai hình thức, một là để sống vậy thì phơi khô, xong rồi cắt cắt miếng ra phơi khô xong rồi đem về để dành. Cái thứ phương pháp thứ hai á là luộc lên rồi xong rồi mới cắt ra mới mới đem phơi khô, là có hai cái cách, gọi là khoai lang khô với lại khoai gieo. Cái luộc rồi thì gọi là khoai gieo, thì để có thể là để từ năm này sang năm khác. Ví dụ như lực lượng quân đội á, thì là có lương khô đúng không? Còn đối Đúng với rồi. người dân miền Trung phần nhiều á, là họ dự trữ lương thực bằng cách đó, tức là ngoài là gạo, gạo chứ không phải là lúa nha, lúa thì là khác rồi, nhưng mà gạo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khoai, là các loại khoai và rau củ á, thì đối với họ là họ sẽ muối đó. Họ muối có ở trong miền Nam á, thì gọi là cái lu, mà ở ngoài đó thì gọi là cái chum, hình như là cái họ nó cũng không phải là cái chum, hình như em Cái quên mất cái vải, tên rồi. cái vải, À, cái đúng rồi, vải hay cái gì? là vải, đúng rồi, đó là cái vải. Thì ở trong miền Nam á, thì gọi là cái lu đó, là họ muối các cái loại rau củ vào trong đó, và muối rất là mạnh và để được rất là lâu, thậm chí là để vài ba năm luôn anh, là Đúng rồi. vẫn vẫn sử dụng được đó. Cho nên là cái việc mà phòng thủ của người dân đối với công tác mà cái thiên tai hàng năm đó, thì năm nào cũng chịu như vậy rồi thì không thể nào mà có một cái tư tưởng khác đi được. Thì đó là cái việc chuẩn bị để của họ để mà chống chọi, để vượt qua. Ví dụ có một cái cơn bão nào đó nó mạnh bất thường, nó có những cái yếu tố bất thường ở trong đó, nó kéo dài cũng như là lượng mưa rất là lớn, nó gây lụt rất là lớn, mà nó có thể là ngập nóc nhà hoặc là cao hơn dự kiến ban đầu, và cái thời lượng thời gian mà nước rút nó chậm hơn những cái cơn bão khác, thì cái việc dự trữ đó của họ sẽ cũng không có làm cho là họ phải đói đến nỗi mà gọi là chết đói, là cái trường hợp rất là hy hữu, là khó mà có trong cái thời đại ngày nay. Đấy, tức là trước kia lúc mà còn nghèo khổ, cái giai đoạn giáp hạt, tức là cái giãn cách giữa hai cái mùa mà không có thu hoạch á, là có đói. Là trước đây, là cách đây mấy chục năm rồi, là ba mấy năm về trước á, chứ còn bây giờ thì là bình thường á, giáp hạt hay không giáp hạt thì đương nhiên là dân không còn đói nữa. Cho nên cái việc mà dự trữ lương thực thực phẩm đối với họ, mặc dù không được ăn ngon như bình thường, nhưng mà để sống qua những cái giai đoạn khó khăn là tuyệt đối, là chắc chắn 100% là không có cái hộ nào phải là đói. Đấy. Còn về riêng cái thiệt hại trong cái thiên tai là có chứ không phải là không có. Ví dụ như ở những cái gia đình ở cái nơi thấp ấy thì gặp là lũ lụt á, là nó Ngập. cuốn bay nhà đi, hoặc là bão thì nó gây tốc mái, nó có cái hư hại, thì đương nhiên là cái việc khắc phục sau bão lũ á, thì đó là một cái chuyện khác. Còn lại trong cái quá trình lũ lụt á, đối với đảm bảo cái cuộc sống của họ là họ tự đảm bảo được chứ không phải là không.
Đó là nói em nói về cái đầu tiên đó là cái công tác chuẩn bị để phòng chống thiên tai đối với người dân ở miền Trung nói chung là như vậy. Còn cái thứ hai á là đến những cái lực lượng giúp đỡ, thì ở đây đầu tiên á em khẳng định là chính quyền địa phương sở tại là lực lượng đầu tiên, thì họ huy động bên công an hoặc là bên xã đội hoặc là những lực lượng thanh niên xung phong họ đi giúp đỡ trong những cái lúc khó khăn. Đó là cái việc điều hành và tiến hành làm 24/24 trong quá trình bão lụt xảy ra. Đó là lực lượng tại chỗ, lực lượng ở địa phương là lực lượng đầu tiên để giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn nhất. Đó là như vậy. Cái thứ hai nữa, khi mà ở một trên một cái diện rộng đó, thì họ sẽ điều động là quân đội, công an ở các cái khu vực khác tới giúp đỡ ở những cái địa phương mà chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đó là cái bước thứ hai. Còn cái bước thứ ba thì đối với những nhà từ thiện, thì ví dụ miền Trung lũ lụt thì miền Bắc và miền Nam là có nhiều nhà từ thiện đó, họ đi tiến hành là mua các cái nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo cái cuộc sống cho nhân dân đó, họ đưa đến họ giúp đỡ. Thì cái việc từ thiện đó là người dân miền Trung đó, là rất là vui mừng đón nhận và cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước. Đó là lúc nào họ cũng cảm ơn và biết ơn được cái tình nghĩa đồng bào đó. Họ rất là trân trọng những cái tình cảm quý mến đó đối với là đồng bào trên cả nước, đối với miền Trung. Tuy nhiên thì đó là cái lực lượng như vậy. Thì tuy nhiên trong cái quá trình làm từ thiện á, thì ở đâu đó một vài cá nhân nào đó thì cũng gây ra rất nhiều là cái hình ảnh xấu và để rất là tai tiếng. Thậm chí là còn nhiều người còn thóa mạ luôn cả dân miền Trung. Và dân miền Trung đây em nói không phải là phân biệt vùng miền gì hết, nhưng mà nói tóm lại á, từ khúc Thừa Thiên Huế cho tới khúc Nghệ An là nguyên một dải đất đó, rất là nhiều tỉnh đó, mà gọi là các cái fan cuồng của những cái người mà có gây ra cái tai tiếng trong việc làm từ thiện đó, sẵn sàng khóa mạ luôn cả dân miền Trung, chỉ biết là há mồm ra chờ. Nghe em nghe rất là buồn, thật sự là như vậy. Thì ngay từ đầu á, em đã nói là về cái công tác chuẩn bị của người miền Trung rồi, và cái thứ hai nữa là cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là các cấp, các địa phương khác tới giúp đỡ là rất là nhiều và đảm bảo cho họ là khắc phục sau lũ là rất là tốt. Đó là cái biết ơn, cái cảm ơn của người miền Trung, sẵn sàng cảm ơn những người đó và những người làm từ thiện. Tuy nhiên rằng á là những cái hình ảnh rất là xấu xí. Ví dụ em có coi được một cái clip mà lúc mà có một cái người mà phát tiền, phát có người thì phát 3 triệu, có người phát 2 triệu, mà có người thì phát 1 triệu. Nhưng mà đối với người dân đi qua đó để lãnh tiền á, cái người ở phía trước vừa mới được phát 2 triệu xong, cái người phía sau mới được 1 triệu thì người ta tự vẫn nghĩ là phát người nào cũng 2 triệu thì người ta còn đứng đó nữa, cái quay qua liếc một cái. Mà cái thái độ liếc đó em thấy là không có chấp nhận, giống như là khinh bỉ, mà ý giống như là muốn nói là muốn đòi hỏi cái gì nữa, có tiền rồi thì thôi thì đi đi. Khó chịu, cảm giác khó chịu đúng không? Đó rất là khó chịu kiểu như vậy. Thì đó là những cái hình ảnh, mặc dù là phát tiền cho người ta, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng có nói, có cái câu nói là miếng ăn là miếng nhục, thì của cho không bằng cách cho. Thì là nó như ở chỗ đó. Thì đối lập với những cái hình ảnh đó, ví dụ như anh Quyền Linh á, ảnh phát tiền mà ảnh cúi thấp người lại, ảnh đưa cho người dân, thể hiện được cái sự tôn trọng, mình là người đi giúp đỡ người khác. Tuy nhiên trong cái tấm lòng của mình lúc nào cũng tôn trọng đối với những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì em nói thật, một cái cúi đầu của anh Quyền Linh đó thì có 100 vạn công đức lại đổ lên đầu, đổ lên cho đưa về cho anh Quyền Linh. Và kể cả cái uy tín, kể cả cái lòng khâm phục của mọi người khi nhìn vào cái cúi đầu đối với những người gặp hoạn nạn đó, chứ những cái liếc mắt kia cộng đối lập hoàn toàn với những cái cúi đầu đó, thì bên cạnh đó thì cũng là người đi làm từ thiện hết, mà tại sao có hai cái hình ảnh hoàn toàn đối lập như vậy đấy? Thì đương nhiên là bây giờ á, là rộ lên rất là nhiều cái là nói là nếu nghệ sĩ không làm từ thiện nữa thì dân sẽ sống như thế nào, và nếu mà bắt sao kê thì chúng tôi sẽ không đi làm từ thiện nữa. Thì vậy thì khi các anh
đặt ra cái tiêu chí đi làm từ thiện đó là cái tiêu chí gì? Đó là đi giúp đỡ thôi. Mình giúp đỡ người khác bằng cái tâm, bằng tấm lòng của mình á, thì không vì một bất cứ một cái lý do gì khác. Đấy, thì ở đây sẵn thì em cũng liên hệ với cái clip mà cách đây mấy like anh mở là như vậy. Người bị bệnh có lẽ cáu gắt bằng lời nói, bằng hành động như vậy, nhưng mà người y bác sĩ đó vẫn coi như cha mẹ để chăm sóc bằng tất cả cái tình yêu thương đó. Thì giữa cái con người, cái tâm, cái thiện là nó nằm ở đó, cái chân thiện mỹ là ở chỗ đó, chứ không phải là ở trên cái chót lưỡi đầu môi có thể nó tôi làm từ tâm này kia. Nhỏ là em à, đó là không phải là tôi nói từ thiện là tôi viết ra trên trán tôi hai chữ là từ thiện, ở trên đây là tôi là trở thành con người thì là có cái tấm lòng Bồ Tát, có cái tấm lòng giúp đỡ bạn bè. Thì ở đây là em chưa có phân tích tới cái khoảng 8-9 tỷ kia, thì em chia sẻ cá nhân riêng, đó là em chưa bàn tới cái vấn đề đó. Mà em nói cái vấn năm chỉ mỗi cái vấn đề là thái độ ra giúp đỡ đó như thế nào. Đấy, có rất là nhiều người tỏ ra ta đây và quát nạt những cái người đứng chờ để được trợ giúp đó, là quát nạt bằng những cái lời nói rất là thô tục, rất là hách dịch kiểu như vậy. Đấy, và ở đây cũng không thể nào mà không có nói đến cái chuyện mà gọi là mua danh chuộc tiếng. Đấy, về cái tiếng, tiếng lấy cái tiếng là làm từ tâm, làm từ là bằng cái tấm lòng thiện nguyện của bản thân mình. Nhưng mà khi đi ra tới đó thì bỏ nặng tìm nhẹ, ví dụ như những cái nơi khó khăn thật sự á, lại không có, nhưng mà hết đoàn này tới đoàn khác lại cứ vô đúng một cái chỗ đó, ở ngoài cái chỗ nào gần nhất mà dễ dàng nhất á, cấp phát ra đó, thì những người dân ở khu vực đó thì có rất là nhiều, nhưng mà những người dân ở trong sâu trong xa, người thật sự á, là lúc đó là họ khó khăn, họ trải qua cái thời gian dài ở trong cái bão lũ rồi, họ gặp khó khăn thì lại không có lực lượng nào. Thì những cái người khó khăn đó thì chỉ có lực lượng công an, lực lượng bên bộ đội thì họ mới đi vào tới tận nơi đó, vì những nơi đó là nơi thật sự nguy hiểm, có thể là ảnh hưởng tới cái tính mạng của bản thân tới bất cứ lúc nào. Đấy, thì khi đó mới nói được mà thật sự là cái khó khăn thì anh em mình cũng đã thống nhất với nhau là cái khó khăn trong bão lụt là có. Tuy nhiên những cái mà thật sự khó khăn thì cũng chỉ có thật lực lượng như là công an, bộ đội mới thật sự dám đi vào trong đó. Đấy, và cái thực tế thì anh em chúng ta cũng thấy vừa rồi anh đã mở ra những cái giây phút cuối cùng của 13 chiến sĩ ở Rào Trăng. Đó là tại sao đó là những nơi nguy hiểm, có đội thiện nguyện nào dám xung phong ở đó không? Mà thật sự nếu họ xung phong á, thì chính quyền địa phương cũng không cho họ, vì không cho họ vào đó vì bảo vệ tính mạng an toàn của họ. Đấy, nguy hiểm. Cho nên á, mặc dù á, là không có ai dám là xung phong đi vào đấy, nhưng mà có xung phong thì nhà nước cũng sẽ không cho, vì muốn bảo vệ cái tính mạng của họ. Tuy nhiên thì những người bộ đội đó họ vì cái gì? Thì vì cái lý tưởng, vì cái lý tưởng phục vụ nhân dân, thì không có quản ngại là khó khăn gian khổ, thậm chí là cả hy sinh nữa. Họ đi tới bất cứ đâu mà người dân cần, bất cứ một nơi nào mà người dân cần được bảo vệ, cần được che chở, cần được giúp đỡ thì họ đều có mặt. Đấy, thế thì mới thấy được là nếu nghệ sĩ không làm từ thiện nữa thì ai làm? Thì bên cạnh đó thì có rất là nhiều anh em cũng chia sẻ ra những cái số liệu mà các cơ quan tổ chức danh chính đảng ở trong cái hệ thống chính trị chúng ta là ủng hộ em. Theo cái danh sách đó thì em thấy cái đơn vị mà thấp nhất là 60 tỷ. Đấy, còn lại những cái đơn vị là mấy trăm tỷ. Đấy, thì cộng lại những cái nghệ sĩ mà nổi tiếng đợt vừa rồi thì cộng lại là không quá 1.000 tỷ, không quá 1.000 tỷ. Nhưng mà nếu mà ở cái cơ quan danh chính đảng, ở cái hệ thống chính trị chúng ta đóng góp vào là mấy ngàn tỷ, là đó, mấy ngàn tỷ để giúp đỡ. Vậy thì khi những cái người kia người ta bỏ ra hàng trăm tỷ như vậy, họ người ta làm từ thiện mà em không thấy một cái báo chí nào nêu ra, cũng như là em không thấy một cái Facebook nào mà đăng lên cái việc ủng hộ việc những cái việc làm đó của họ, đúng không? Nhưng mà thậm chí là có những người bỏ ra rất là ít, có thể là vài 300 triệu thôi, nhưng mà
có quay live stream trực tiếp rồi hình ảnh mà chụp là trao quà cho người này, trao quà cho người khác là rợp trời. Hầu như là trong những cái giai đoạn mà đi làm từ thiện đó thì em thấy ở trên Facebook toàn là hình ảnh là tổ chức này, tổ chức khác, ca sĩ này, nghệ sĩ nọ, là hình ảnh đầy trời là làm từ thiện thôi. Đấy. Thì mà quan trọng cái này nè Thân, quan trọng là cái điểm này nè. Chỉ thật sự chỉ có một vài nghệ sĩ là họ làm từ thiện bằng chính tiền của họ thôi. Còn đa phần những người đi làm từ thiện mà livestream sùm của tỏi là tiền của ai? Thực ra là không phải tiền của họ, tiền của những người dân Việt Nam. Mình nói theo một cách chung là của tiền của Mạnh Thường Quân họ góp vào, và chỉ những người đó đứng ra kêu gọi, họ chỉ làm thay thôi, họ làm vô làm hộ thôi. Chứ ngay bản thân họ đâu phải là tiền của họ, đúng không? Đó, cái điểm cốt lõi nó nằm ở đó. Ở chơ hả, cứ không có từ thiện đi làm từ thiện thì là ai làm? Nghe bất cười, rất là tức cười. Thì đó, ở đó thì chính những cái hình ảnh và những cái cách gọi là lăng xê như vậy á, làm cho chúng ta lầm tưởng á, là cái công lao của những cái ca sĩ, nghệ sĩ đó là nó lấn át tất cả. Nếu mà thật sự như vậy á, thì nếu mà không có lực lượng đó thì sẽ không còn ai để mà giúp cho dân nữa. Nhưng mà chúng ta quên rằng á, có rất nhiều người người ta làm nhưng mà không có một cái hình ảnh nào luôn, không có một báo chí nào mà biết người ta làm luôn. Đấy, thì thật sự là những cái việc đó, những cái tổ chức cơ quan đó, những cái cá nhân Mạnh Thường Quân khác họ làm không lấy tiếng, họ làm từ xuất phát từ cái tâm. Còn ở đây mà cái khía cạnh mà anh phân tích đó thì sẵn em cũng nói luôn, đó là từ tiền từ những Mạnh Thường Quân. Và tại sao, nếu mà nói là tại sao là mày không có kêu gọi đi, ngon mày bữa đứng ra mày kêu gọi, thì em cũng nói luôn là những cái người ca sĩ, diễn viên, cái nghệ sĩ đó, họ có cái tầm ảnh hưởng, họ được người dân yêu thương bằng cái tài năng diễn xuất của họ, tức là họ có cống hiến cho nghệ thuật thì người dân yêu mến họ, tin tưởng họ, thì có cái tầm ảnh hưởng nhất định. Chứ rồi đối với một người dân bình thường như em thì chả ai tin tưởng mà giao tiền cho em hàng tỷ đồng để đi làm bất cứ một cái chuyện gì hết. Chính mà đâu rồi giao. Thì đó, chính vì cái lòng tin đó đối với cái người nghệ sĩ, người ca sĩ đó, họ mới chọn mặt gửi vàng. Tuy nhiên họ lại bị vô tình, họ bị lợi dụng như vậy. Ngày mặc dụng người Mạnh Thường Quân đó, họ sẽ không có đi vào những cái nơi nguy hiểm đó, thì họ có một cái gửi gắm vào cho một cái người ca sĩ, một người MC hoặc là một người nghệ sĩ nào đó để đi vào đó thay họ là đi giúp đỡ cho những cái người nghèo đó, thì cái việc làm đó là tốt chứ không phải là xấu. Đi còn lại 9 đồng 9 đồng rưỡi á, anh giúp đỡ cho người dân á, thì không một người nào có thể là đả động tới anh, không một người nào có thể mỉa mai nói xấu anh một cái gì, em nói thật luôn đó. Nhưng mà ví dụ được 10 đồng mà anh làm từ thiện có 1 đồng, còn 9 đồng anh chia sẻ cá nhân, thì đó là cái việc làm gian dối đó, là lừa gạt, mua bán cái lòng tin của người khác đối với bản thân mình. Thì đó, cái việc chúng ta cần lên án là lên án đó. Còn trong đây, trong cái xã hội này là cũng không ai lên án cái việc làm từ thiện nguyện hết trơn đó, thậm chí còn rất là nhiều người ủng hộ, mọi người đều ủng hộ cái đó. Đó là cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà, đó, lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá nát mà, là như vậy, là thương người như thế. Thì không có ai đi chê bai một cái người làm từ thiện cả, nhưng mà làm từ thiện thì phải xuất phát từ cái tâm chứ không phải là mua danh chuộc tiếng. Đó, chính là như vậy. Ví dụ khi anh làm mà có tâm ra đúng sự thật với cái công tác thiện nguyện, đúng hai cái từ của từ thiện đó, thì mọi người sẽ ngày càng cảm phục anh và cái công việc của anh sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên á, anh vì cái tính ích kỷ, vì cái ham muốn cá nhân, cho nên anh sẵn sàng là ăn chặn cái tiền từ thiện từ Mạnh Thường Quân đối với người dân gặp khó khăn hoàn nạn ở những cái địa phương đó, thì mới tạo ra những cái lùm xùm. Mà chính vì những
cái đồng tiền đó mà sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan. Chứ ta khi cái lòng tin của mọi người mà đặt sai chỗ, khi mà cái bộ mặt thật bị vạch ra thì sẽ không còn được tồn tại, nó không còn được yêu mến. Cũng chính vì đồng tiền mà nó làm băng hoại đạo đức của con người, cũng như là làm thân bại danh liệt rất là nhiều người khác, mà thiếu cái sự tu dưỡng, cho nên là không có vượt qua được cái cám dỗ đó. Nó nhiều người rất là tài năng nhưng mà sớm nở tối tàn cũng chỉ vì như vậy thôi, không có vượt qua được cái cám dỗ của đồng tiền là như vậy. Đúng rồi. Thì về cái vấn đề này, bản thân em muốn chia sẻ như vậy thôi. Mà em đề nghị anh cho anh Huy lên anh giải trình, chứ mấy người tên Huy em thấy Quang Lâm nói thấy cũng nhột nhột quá. Chắc Huy nó nhột quá, chưa vào nó nghe nhột quá, nó vào trốn luôn. Trốn luôn sao? Dù sao cũng biết nhau tí mà nghe nói nhột nhột. Đừng nghe những thằng tên Huy. Quang Lâm ác thiệt. Ok, cảm ơn. Cảm ơn mọi người.